Anh em còn nhớ chiến binh này không? Xin chào mọi người nha. Là Nam Biếu đây. Câu quen thuộc. Hôm nay quay ông Châu này buổi sáng thì mọi người mới nhìn thấy hết cái độ béo của ông Châu này. Quay này mới nhìn thấy hết béo không chưa này. Ốc trâu này là ốc trâu mua tại Đắk Lắk nhá. Bản sừng rất là to. Rất là to luôn. Rất là béo. Ốc trâu này thì về nhà mình cũng hơn một năm. Ngày nào cũng phải đi giàng đây. Người nhìn cái thân hình của ông này lực lượng. Quả mông không chê vào đâu được. Béo đi chậm chạp. Ông tạm ở đây nhé, chờ giáng tiếp. Dã man không? Cổ dã man, người bạc chịn luôn. Dã man thật. Xin chào mọi người nhé, mình sẽ đi quay tiếp những ông châu tiếp theo. Mọi người đừng quên subscribe kênh YouTube Nam Biếu TV nhé, để xem chuỗi series về những ông châu nhà Nam Biếu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.